chào cả nhà, rất vui được gặp lại mọi người trong chuyên mục đọc sách của bạn. Như thường lệ thì mỗi tuần chúng ta sẽ được gặp một vị khách mời. Và khách mời tuần này của chúng ta là một cô gái vô cùng xinh đẹp đến từ phòng chăm sóc khách hàng. Bây giờ chúng ta hãy dành vài phút để nhân vật của chúng ta giới thiệu về mình nhé. Hi, xin chào mọi người, mình tên là Thủy Tiên, mình đến từ phòng chăm sóc khách hàng. Hôm nay Tiên rất là vui khi được trở thành khách mời của chương trình tủ sách cuối tuần. Đến với chương trình này thì Tiên muốn giới thiệu với các bạn những cuốn sách mà Tiên đã đọc được, thật là bổ ích và thật là thú vị nha. Tiên ơi, Nga quan sát ở trong cái lịch sử giao dịch của thư viện công ty ấy, thì Nga thấy rằng là cái tên Nguyễn Hồng Thủy Tiên xuất hiện khá là thường xuyên. Vậy thì không biết rằng là cái việc đọc sách nó có phải là một trong những cái sở thích của Tiên hay không? Thật ra nói là Tiên đam mê đọc sách thì cũng không hẳn là như vậy. Mục đích của Tiên á, là tới thư viện để mình tìm những cuốn sách nào cần thiết cho nhu cầu đi làm, bổ sung các kiến thức về công việc của mình hàng ngày, như là công việc quản lý hay là về chuyên ngành chăm sóc khách hàng như vậy. Sau khi đọc sách xong á, thì mình còn ứng dụng nó vào công việc hàng ngày để cho mình cảm thấy là mình tự tin hơn và công việc của mình làm nó cũng sẽ hiệu quả hơn. Wow, một cái sự ứng dụng sách rất là tuyệt vời, tức là ứng dụng từ sách và ứng dụng vào cái công việc thực tế để nâng cao cái hiệu quả công việc. Vậy thì ngoài những cái kiến thức gọi là những cái thể loại sách liên quan đến kỹ năng công việc ấy, thì Tiên còn đọc những cái thể loại nào khác không Tiên? Có, thì ngoài ra đọc sách về công việc không á, không có đủ với một người. Thì cái thời gian mà mình làm ở trên công ty á, nó cũng hết cái giờ hành chính rồi. Tiên sẽ đọc thêm những loại sách về các kỹ năng sống để cho mình biết nhiều hơn và mình chia sẻ với mọi người hơn. Mình có thể là để giải tỏa bớt cái áp lực công việc ở trên hàng ngày của mình. Vậy thì không biết rằng là hôm nay Tiên muốn mang cái cuốn sách gì để giới thiệu đến với tất cả các bạn đang xem chương trình Tiên? Thì Tiên chuẩn bị rồi, thì hôm nay đến đây thì Tiên sẽ giới thiệu với mọi người quyển sách Tìm Lại Sức Mạnh Tinh Thần. Cái tên cuốn sách có vẻ đang gây cho Nga một cái sự tò mò đấy. Vậy thì cái nội dung của cuốn sách này là đang đề cập đến vấn đề gì về Tiên? Nội dung quyển sách này á, thì nói về một người đàn ông đang ở trong giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư. Thì khi mà bác sĩ thông báo với ông ấy là ông ấy chỉ còn sống được 2 tháng thôi. Và cuốn sách này đang viết lại cái cách vượt lại tinh thần để vượt qua những cái số phận của ông đó. Nếu như là Nga đi, bây giờ Nga thử đặt mình vào cái tình huống là chỉ còn có 2 tháng nữa để sống thôi mà đang bệnh nặng như vậy nữa, thì Nga cảm thấy như thế nào? Nếu là Nga mà Nga nghĩ rằng không chỉ riêng Nga đâu, mà rất là nhiều những người khác khi mà trong cái hoàn cảnh của ông như ông này, hay là trong còn 2 tháng nữa thôi và đối mặt với căn bệnh ung thư mà lại là giai đoạn cuối nữa, thì chắc hẳn sẽ rơi vào cái cảm xúc rất là bi quan, là cảm thấy bế tắc và gần như là phó mặc cái cuộc sống của mình cho số phận. Thì đó, ở đây điều đặc biệt của cuốn sách này chính là ông này đã dựa vào cái sức mạnh tinh thần mà không có qua một cái khoa hoặc vật lý trị liệu nào hết, nhưng mà đã tạo nên một cái kỳ tích là sống lâu hơn được cái thời gian mà của bác sĩ dự định trước ông ấy. Ngay cả bản thân ông ấy cũng không tin là ông ấy đã vượt qua như vậy. Thì cuốn sách này viết về cái cách mà ông đã vượt qua như thế nào, đã quên đi luôn cái thời hạn của bác sĩ và sống như một người bình thường, tiếp nhận cái căn bệnh đến với mình đó như là một điều rất là hiển nhiên được tự nhiên như vậy. Những cái như Tiên vừa nói rằng là ông này đã vận dụng những cái cách để ông ấy có thể gọi là tìm lại cái sức mạnh tinh thần của mình và vượt qua được cái căn bệnh ung thư đó. Vậy thì trong cái cuốn sách này cái cách nào được đề cập trong cái cuốn sách này mà Tiên cảm thấy là nó thích nhất, Tiên cảm thấy thích nhất và chính bản thân Tiên cũng cảm thấy là nó có hữu dụng và hữu ích nhất đối với bản thân Tiên nữa. Theo như 7 cái công cụ mà tìm lại sức mạnh tinh thần được kể trong sách á, thì Tiên chú ý nhất là cái công cụ lắng nghe. Tại vì cái công cụ này Tiên áp dụng được nhiều nhất. Theo một cái nghĩa đen mà cuốn sách này viết á, thì ông này đang ở trong viện, thì mỗi ngày ông phải lắng nghe là bác sĩ nè, y tá, những bệnh nhân cùng phòng với ông và những lời thăm hỏi của người thân nữa. Lúc đầu thì ông cảm thấy là rất là bi quan đi. Ngày nào mình cũng nghe bệnh rồi đau rồi than vãn của y tá nữa. Nhưng mà sau đó ông đã chuyển hóa lại cái sự lắng nghe đó thành cái sự chia sẻ. Ông lắng nghe bệnh của những người này để ông chia sẻ với ông phải nên là vui hơn hay là sau đó. Và ông y tá thì họ sẽ cằn nhằn này nọ, nhưng mà ông hiểu được cái áp lực của họ, một ngày đã chịu tiếp biết bao nhiêu là bệnh nhân.
và những người thân vào thăm hỏi thì mình sẽ không nói chuyện buồn nữa, mình sẽ chỉ nói chuyện vui thôi. Đối với Tiên, khi mà áp dụng cái việc đó ra ngoài cuộc sống của Tiên á, thì cũng giống như là Tiên đi chia sẻ công việc với lại bạn bè, người thân và gia đình á, thì Tiên sẽ hạn chế lại những cái vấn đề của mình á. Tiên sẽ đem nó bằng cách là chia sẻ ra với những người bạn đi. Ví dụ như là bây giờ nói với Nga thì Tiên sẽ hỏi, ngày hôm nay Nga như thế nào, công việc có vui hay không. Thay vào đó thì nếu như bữa nay Tiên có buồn bực đi, Tiên sẽ giấu nó để đó, mình nghe cái chuyện vui của Nga, mình thấy là đỡ hơn nhiều rồi. Từ cái cách chia sẻ của Tiên và Nga có một cái nhìn khác về cái kỹ năng lắng nghe đấy. Trước giờ thì mình chỉ mang tính chất là lắng nghe, mình thu thập thông tin và đưa ra những cái nhận xét, nhưng mà trong cái cuốn sách này lại cái việc lắng nghe lại chính mang chính cái việc lắng nghe lại biến thành cái việc đó là mang lại cái niềm vui cho những cái người khác, và từ đó sẽ làm được cái cảm xúc và tâm lý của mình thoải mái hơn. Vậy thì Tiên có nghĩ rằng là với những cái người bình thường như chúng ta, có một cuộc sống bình thường, có một sức khỏe tốt, thì có cần phải tìm lại sức mạnh tinh thần giống như cái người đàn ông ở trong cái câu chuyện này không? Thì cái rất là hiển nhiên rồi, người ta đã chỉ còn có một khoảng thời gian ít ỏi đó để sống mà người ta còn sống hết mình như vậy, thì tại sao bây giờ mình đang là rất là sức trẻ, mình rất là năng động, mình tại sao mình không tận dụng cái thời gian đó, cứ làm những gì mình thích và sống hết mình, sống cho cảm thấy là mình sống là có ý nghĩa. Như Tiên nói thì rằng là cái việc mà chúng ta sống hết mình cho tuổi trẻ chắc chắn nó sẽ giúp cho cái cuộc sống của mình trải qua những cái tháng ngày nó không phải là những cái gọi là những cái ngày tháng nhàm chán nữa. Vậy thì Tiên nghĩ rằng là cái cuốn sách này nó sẽ phù hợp cho những cái bạn như thế nào? Về cái nghĩa đen, nó viết cho một bệnh nhân vực dậy để vượt qua cái căn bệnh này. Thì về cái nghĩa bóng, mình Tiên nghĩ á, nó dành cho những căn bạn đang bị rơi vào một cuộc sống bế tắc, tinh thần lúc nào cũng bi quan, thì nên đọc nó để vực dậy, để biết là mình cần phải sống tiếp. Rất là cảm ơn những cái chia sẻ rất là ý nghĩa của Tiên. Và một lần nữa cảm ơn Tiên đã luôn đồng hành cùng với chuyên mục từ sách của bạn, và chúc Tiên gặt hái được nhiều hơn nữa những cái thành công trong công việc và trong cuộc sống nữa. Và cuốn sách Tìm lại sức mạnh tinh thần hiện đã có mặt tại thư viện của công ty. Các bạn có thể lên trang internet.vd.com.vn để đăng ký mượn cuốn sách này. Còn bây giờ thì chắc là Tiên và Nga xin gửi lời chào thân ái và hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình tiếp theo.